Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi vừa có văn bản yêu cầu lãnh đạo các sở ngành địa phương nghiêm túc chấp hành và triển khai thực hiện đợt cao điểm về giải ngân vốn đầu tư công từ ngày 15 tháng 10 đến hết niên độ kế hoạch năm 2024. Năm 2024, Thành phố Hồ Chí Minh được giao vốn đầu tư hơn 79.000 tỷ đồng, tuy nhiên đến đầu tháng 10 mới giải ngân được khoảng 20,2%. Hiện có 9 đơn vị giải ngân vốn đầu tư thấp hơn tỷ lệ chung của thành phố, với hầu hết là ban quản lý dự án đầu tư được giao số vốn lớn, gồm ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị, ban quản lý đường sắt đô thị, ban quản lý khu nông nghiệp công nghệ cao, Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè, Ủy ban nhân dân quận 1, Ủy ban nhân dân quận 10, Ủy ban nhân dân quận 5. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện thành phố Thủ Đức có tỷ lệ giải ngân 9 tháng đầu năm thấp hơn tỷ lệ chung của thành phố 20,2%, khẩn trương triển khai các giải pháp để đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.